Rồi, mến chào các bạn. Nói chung là mọi việc thì nó bắt nguồn từ cái chiếc ví của mình ha. Thì mình đã từng mua những cái sản phẩm, nhiều sản phẩm lắm. Thì có rất là nhiều cái sản phẩm mà nó đề thì hàng da thật 100%, hàng xịn 100% ha. Thì mình mua về thì xài thời gian thì mình biết nó là da, kêu bằng da cái gì, da công nghiệp ha. Da người ta tự da nhân tạo thì nó rất là mau cũ mau hư ha. Thì mình nghĩ thì mọi người thì cũng giống như mình thôi, thì mình mới là đi tìm một cái nguồn hàng, đó là cái ví da bò mà thật. Mình đi tới xưởng đàng hoàng thì mình lấy cái ví da về. Thì hôm nay mình video này mình giới thiệu cho bạn cái ví da này, thì có giá là mình bán là 228 ngàn. Nhưng mà các bạn nào mà mua thì các bạn nếu mà mua tại ở trên kênh YouTube á, thì các bạn chuyển cho mình là 220 nghìn ha. Số điện thoại, số tài khoản trong phần mô tả video, các bạn bấm bên phải tiêu đề sẽ thấy ha. 220 nghìn thôi là mình giảm giá 8.000, và cộng theo đó là mình sẽ bao ship. Cái tiền ship nó tùy vùng, nói chung nó cũng cũng hơi cao á, thì mình sẽ bao ship cho các bạn luôn đó. Mình giảm bớt 8.000 và mình bao ship ha. Thì bạn chuyển mình 220.000, mình bao ship về tới nơi luôn cho ha. Đây thì cái da này á, là kêu da hạt miêu, là có nghĩa hạt sữa đó. Thì mình đã tuyển lựa, các bạn nhìn theo cái bề bên ngoài nó rất là đẹp đó. Cái màu da của nó không có phải như những cái da mà giống như kiểu mà người ta da nhân tạo, nó có hoặc simili nó bóng, còn da nhân tạo thì nhìn nó giả tạo lắm. Còn đây là da thật 100%, da bò thật mà người ta ép lên dạng hột như vậy ha. Đó thì cái túi này á, các bạn nhìn thấy bên ngoài hình thức là quá đẹp đúng không, còn ở bên trong của nó thì sao? Bên trong của nó đây, cái đây nó có một ngăn để đựng thẻ căn cước hay chứng minh nè. Ở đây nó có một ngăn phụ ở đây nè. Tất cả đều ở trong. Nói chung á thì những cái hàng mà nó người ta sẽ lót tùy theo cái loại. Thí dụ như các cái ngăn lót này nè là bằng da, thí dụ như da da trong, da lộn, có nghe da bên trong, có nghĩa là lớp da này da bì đúng không, da bìa, còn cái người ta làm bằng cái da trong của nó đó. Đó, hoặc là loại da bìa luôn, thì các cái giá thành nó sẽ khác nhau. Thì cái này thì nó hoàn toàn là da ở trong này á, mấy ngăn này thì nó bằng vải, mà vải xịn nha, chất cái vải mà vải ni lông mà vải lót này chất lượng cao nha bạn nha, chứ không phải là vải thường đâu nha. Thì có ở đây hai ngăn này, một ngăn đựng giấy tờ nè, và ba ngăn để đựng thẻ ha, thẻ ngân hàng á. Và may tất cả các ngăn đều may tách rời nhau ra, chứ không phải như những cái hàng mà trên thị trường họ may miếng lá dính dính vô là cho xong đâu các bạn nha. Hàng này hàng tại xưởng đàng hoàng á. Rồi ở đây thì nó có thêm một ngăn phụ nè, để các bạn có thể nhét cái gì đó, giấu vợ giấu con gì tiền nó bỏ vô đây. Ở đây thì hai cái ngăn này, hai ngăn đựng tiền, với mình có những cái giấy tờ gì mà nó lớn lớn thì mình bỏ đây. Đây một ngăn đây, và ở trong này á thì có một ngăn bí mật nữa, ngăn để đựng tiền cái bên trong đó. Đó, chưa kéo gì kéo, thành ra mình rồi mình để vậy luôn đi đó. Thì nó tất cả ba ngăn và lót da hết nha bạn, lót da hết, tất cả các ngăn lót da và bóp rất là đẹp các bạn thấy không? Đó thì cái giá của nó là mình bán là giá là 228.000 ha. 228.000 thì mình giảm, nếu mà các bạn mua ở trên trên Shopee thì lên thì có cái đường link đó, ở trong cái phần mô tả video của mình á, các bạn bấm vào đường link đó, bạn bấm vào đường link đó thì mua trên Shopee thì nó có những cái chương trình mình sẽ giảm giá trực tiếp ở trên đó, trực tiếp thí dụ như mình giảm 10% hoặc là 15-20% gì tùy theo chương trình của mình.
Còn các bạn mua trực tiếp thì các bạn cứ chuyển cho mình 220.000 ha. Mình giảm giá 8.000 và mình sẽ bao ship về tới nhà luôn cho. Đó, để bây giờ mình lấy tiền.